Test cho bạn một bài trầm và một bài cao nhé. Đây, quãng trầm đây. Đấy là sáo pha thăng đấy. Thử một đoạn cao nhé. Còn thử một bài cao này. Chỉ còn một nấc nữa thôi, tức là nửa cung nữa là nó thành son cao đấy. Những cái cây bé này nó cao vút luôn đấy, và rất là ngắn gọn, chỉ hơn một găng tay thôi.